đêm nay là đêm nhập quan của mẹ cảnh sát Gogunsu. Nhưng những cuộc điện thoại liên tiếp khiến cho anh bực bội. Em gái còn gọi điện thoại than phiền với anh rằng các người lớn đang oán trách sao con trai trưởng lại không ở đó. Nếu công việc không bận rộn, Gansu cũng không muốn vắng mặt trong tang lễ của mẹ. Thậm chí còn bị người nhà chỉ trích là con bất hiếu. Nhưng than phiền càng nhiều thì lại càng thêm phiền phức. Đột nhiên trên đường xuất hiện một con chó. Anh không còn cách nào khác phải né nó ra. Anh ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn qua kính chắn gió. Khi nhìn thấy tình trạng hư hỏng như thế này, anh có một linh cảm không tốt. Việc anh không muốn xảy ra nhất vẫn xảy ra. Gansu vội vàng tiến lên kiểm tra. Nhưng dù anh gọi thế nào người kia đều không hồi âm. Anh bỗng cảm thấy tai họa ập đến. Phản ứng đầu tiên của anh là quan sát xung quanh xem có nhân chứng không. Tiếp theo anh cúi xuống ngực người đàn ông. Cho đến lúc này anh mới xác nhận người kia chết rồi. Vốn anh còn đang định gọi xe cấp cứu, lại bị một cuộc điện thoại của em gái chen ngang. Trong điện thoại phát ra tiếng nhõng nhẽo của con gái anh. Nhưng Gansu lúc này hoàn toàn không nghe được con gái nói gì. Anh cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy xa xa có đèn xe đang nhấp nháy. Anh chạy đến rồi kéo xác người đàn ông sang một bên, cố gắng che giấu những gì vừa xảy ra. Gansu rõ ràng là một cảnh sát hình sự, tại sao lại phạm pháp chứ? Chỉ vì một khoảnh khắc khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình là lái xe sau khi uống rượu. Trong tình huống này nếu bị người ta bắt quả tang, không chỉ mất việc mà còn khó tránh khỏi việc ngồi tù. Vì thế anh mang theo tâm lý may mắn. Không ngờ anh thật sự trốn thoát được một kiếp. Lúc này anh mới thở phào, dường như quên mất trước mặt anh vẫn đang có một cái xác lạnh tanh đang nằm đó. Chuyện đến nước này anh chỉ có thể đưa cái xác nhanh chóng rời đi. Dù sao xung quanh không có bất kỳ nhân chứng nào ngoài con chó gây họa cho anh. Anh nghĩ rằng không sao cả, chỉ cần lừa dối coi như chẳng có gì xảy ra. Nhưng người ta một khi gặp xui uống nước lạnh cũng bị mắc nghẹn. Qua một khúc cua anh lại gặp cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Bây giờ nếu lùi xe bỏ chạy thì có nghĩa là anh có tội. Anh nghĩ rằng mình dù sao cũng là một cảnh sát hình sự. Chào buổi tối, tôi là cảnh sát hình sự tổ trọng án Gogunsu, cảnh sát khu vực phía Bắc Lyeonjong. Cái này phiền anh thổi một hơi nhé. Hửm, Gansu không ngờ anh gặp phải một gã cứng đầu. Dù anh giải thích mình đang phục tang chỉ uống một chút rượu, nghĩ rằng đồng nghiệp với nhau gì cũng có thể thương lượng, người cảnh sát trẻ tuổi này không có ý định nể mặt gì ở đây. Còn Gansu lúc này cũng định đâm thẳng qua, nhưng người cảnh sát trẻ tuổi giả bộ bắn một phát lập tức chặn đường anh. Chuyện gì vậy? Anh mau xuống xe đi. Lúc này chuyện phức tạp rồi. Dù sao kẻ nhỏ cũng không hiểu biết thì ít nhiều người làm trên cũng phải biết ý. Nhưng mà Gansu không ngờ, loại tướng nào thì dẫn dắt loại lính như thế. Muốn xác minh danh tính của Gansu trước, không còn cách nào khác, Gansu nhanh chóng báo một dãy số hiệu. Nhưng vì căng thẳng anh lại nói thừa một chữ số, khiến đối phương nghi ngờ danh tính cảnh sát của Gansu. Việc này trực tiếp khiến cho cảm xúc của Gansu bùng nổ. Nhìn thấy cốp xe sắp bị mở ra, Gansu vội xông lên vật lộn với họ. Các người muốn làm gì hả? Khốn nạn! Bắt anh ta lại! Làm cái gì vậy hả? Chết tiệt! Một bình xịt cay và súng điện đã khiến Gansu bất tỉnh. Cho đến khi anh tỉnh lại, một đám cảnh sát tân binh xếp thành hàng cho Gansu mắng. Hóa ra Gansu bị điện giật ngất đi không lâu. Trung tâm chỉ huy đã xác nhận danh tính cảnh sát hình sự của Gansu. Đây gọi là quan trên đè chết người. Gansu dạy dỗ mấy cảnh sát, mà cũng vì thế đối phương cũng không dám động vào xe của Gansu. Vì thế lần này anh lại may mắn trốn thoát được một kiếp. Đợi đến khi anh về đến trước di ảnh của mẹ thì đã là nửa đêm rồi. Lúc này một con lính đồ chơi đột nhiên bỏ đến chân anh. Hóa ra là cô con gái đáng yêu thức dậy tìm bố đòi bánh ngọt. Nhưng Gansu lúc đó đâu có nghe được con bé nói gì. Sau khi anh vừa xin lỗi con gái không lâu thì một đám người quen đến lúc nửa đêm. Nhóm người này là trưởng phòng và đồng nghiệp của Gansu. Hóa ra trước khi Gansu lái xe gặp sự cố, bộ phận chống tham nhũng đột nhiên kiểm tra tổ của bọn họ. Mọi người đều giấu đồ của mình rất kỹ. Chỉ có chỗ làm việc của Gansu trong thời gian phục tang, ngăn kéo đang bị khóa lại khiến bọn họ chú ý tới. Đồng nghiệp đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho Gansu bảo anh nhanh chóng quay lại, nhưng đến cuối vẫn không ai nghe máy. Cho đến khi đối phương cưỡng chế bẻ khóa đổ ra một đống tiền mặt, mà một cảnh sát hình sự bình thường không thể nào có nhiều tiền như vậy. Trong tình hình bằng chứng rõ ràng, bộ phận chống tham nhũng muốn xử lý bọn họ, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể đến tìm Gansu đang phục tang ngay trong đêm. Mặc dù mọi người đều có nhận tiền bẩn, nhưng tiền lần này lại được kiếm thấy ở chỗ của Gansu. Vì thế mọi người nghĩ đến việc để Gansu gánh chịu một mình, trước tiên tự mình chịu trách nhiệm. Gansu đã đủ xui xẻo, hoàn toàn không chấp nhận được việc này. Những cú sốc liên tiếp khiến tâm trạng của anh mất kiểm soát, trực tiếp cãi nhau với đồng nghiệp. May mà trưởng phòng đã ngăn cuộc cãi vã vô nghĩa lại. Nhưng Gansu cũng thật sự xui xẻo đến tận mạng. Sau đó, trong khoảnh khắc nhập quan bi thương của mẹ, vẻ mặt của anh lo lắng suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết nhiều chuyện phiền phức như vậy. Kể cả đến lúc đóng đinh quan tài cho mẹ, điện thoại của anh vẫn cứ reo. Không còn cách nào, anh đành lấy ra xem. Đồng nghiệp gửi tin nhắn thông báo cho anh, bộ phận chống tham nhũng có thể tìm đến anh ngay trong đêm, thậm chí có thể khám xét xe của anh. Việc này đã khiến cho Gansu sợ hãi. Trong cốp xe của anh vẫn đang có một cái xác chết. Nếu để người ta phát hiện ra anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh vô thức ngẩng đầu lên thì chú ý đến ống thông gió trong phòng nhập quan.
Anh đã đi đến đường cùng dường như đã khi ra một cách phá vỡ cục diện lúc này. Sau đó Gansu lái xe của mình đến miệng ống thông gió bên ngoài nhà tang lễ. Sau đó anh ở miệng ống ra. Tiếp đến anh lấy ra một con lính đồ chơi của con gái. Dưới đó còn buộc một sợi dây câu cá. Sau đó anh ném mạnh nó vào bên trong đường ống. Một lúc sau anh chạy vào phòng nhập quan của mẹ, mang theo một chùm bóng bay màu vàng. Bỏ tiền lấy lòng người làm lễ tang để anh một mình thờ cúng đến 12 giờ đêm. Đối phương đồng ý. Gansu lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Anh cố ý ngồi vào trong góc rồi thả bóng bay đi. Như thế che cái camera duy nhất ở trong phòng nhập quan, tức khóa cửa lại. Để một cái xe đựng công cụ đến để mở đường ống thông gió phía trên. Mà cái ống thông gió này là cái mà anh vừa ném đồ chơi vào. Sau đó Gansu lấy điều khiển từ xa ra cố gắng vươn tay vào bên trong điều khiển. Vì phạm vi điều khiển không đủ rộng anh cố gắng chui vào bên trong. Cho đến khi con lính đồ chơi di chuyển tiến lên, đầu kia của sợi dây là một cái túi đen lớn, nhưng đồ chơi này có một khuyết điểm, là mỗi khi di chuyển một đoạn sẽ tự động phát ra tiếng động. Tiếng động kỳ lạ này khiến cho người phụ nữ làm ca đêm nghe thấy. Men theo tiếng động phát ra từ đường ống, cô ta tò mò đi đến phía trước phòng nhập quan thì vừa hay nghe được tiếng động lạ đó. Còn Gansu lúc này vẫn đang nỗ lực dùng dây giày kéo mở đinh quan tài. Đợi đến khi mở hoàn toàn xong, trước tiên anh đã xin lỗi người mẹ đang nằm ở trong đó. Nhưng khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài anh ý thức được không ổn rồi. Bên ngoài có người đến kiểm tra. Anh vội vàng chạy đi tắt đồ chơi. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài, Gansu nhận ra mình phải nhanh chóng hoàn thành việc chuyển xác nếu không sẽ thất bại. Bây giờ anh cũng không dám khởi động đồ chơi nữa tránh cho người khác nghi ngờ. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể để ý đến vào di vật khi còn sống của mẹ mình. Sau khi lấy được con lính đồ chơi anh lôi sợi dây câu cá lấy được sợi dây kéo của cái bọc xác. Sau khi kéo cái xác ra khỏi ống thông gió, Gansu bắt đầu tranh thủ thời gian đóng quan tài lại. Nhưng ngay khi anh đóng xong cái đinh quan tài cuối cùng, người làm lễ tang đã lấy được chìa khóa đang từ từ tiến lại gần. Lúc này Gansu ở bên trong phòng cũng đã hoàn thành các bước, thành công chuyển cái xác vào quan tài của mẹ. Ngay khi anh nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc thì lại nghe thấy một tiếng rít. Anh lắng nghe thật kỹ tiếng động đó, cuối cùng xác nhận tiếng đó phát ra từ bên trong quan tài. Gansu vội vội vàng vàng trốn tránh chẳng kịp kiểm tra thông tin trên cái xác. Ngay cả điện thoại trên người chết anh cũng không biết. Nhưng tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng rõ. Cho dù Gansu có muốn làm lại cũng không được nữa. Bây giờ anh chỉ mong điện thoại của đối phương nhanh chóng hết pin. Không biết có phải do mẹ anh hiển linh. Khi người làm tang lễ đến, bên trong ngoại trừ Gansu đang ngồi ra thì chẳng đó tiếng động lạ nào. Phát hiện trên quan tài có một cái đinh thiếu mất một nửa. Nhưng anh ta lại thấy không có gì sai. Cuối cùng người làm lễ tang còn trả lại cho Gansu bóng bay của con gái. Sau đó, đợi đến khi mẹ xuất qua nhập huyệt, trái tim đang căng thẳng của Gansu mới hoàn toàn được yên. Điều mỉa mai là mọi người đều cho rằng Gansu khóc lớn trước mộ mẹ. Đúng là một đứa con có hiếu hiếm thấy. Trên đường về nhà con gái điều khiển một chiếc xe điều khiển từ xa chạy nhanh ra. Khi Gansu tò mò con gái lấy đồ chơi ở đâu, em gái lại nói có người trộm đồ chơi của cháu gái. Nên cô đã mua cho con bé một món đồ chơi ở gần nhà tang lễ để bù lại cho cháu gái. Nhìn thấy chiếc xe đồ chơi của con gái vừa nhanh vừa yên tĩnh, trong lòng Gansu như có hàng chục ngàn con thú hoang chạy qua. Quả nhiên, tâm trạng căng thẳng sẽ làm cho người ta mất lý trí. Nhưng chuyện cũng đã kết thúc. Bây giờ vấn đề anh cần còn phải giải quyết là sửa xe. Như vậy đương nhiên anh phải tìm ra một câu chuyện hợp tình hợp lý. Nên anh đặt mục tiêu vào những cảnh sát tuần tra dễ bắt nạt. Sau khi tăng tốc chạm đuôi xe, chiếc xe của anh hư hỏng nặng phải sửa nhiều. Cũng coi như là đã xong. Ít nhất lý do tai nạn của anh cũng đã hợp tình hợp lý rồi. Xin chào, tôi là cảnh sát khu Tây, tiền bối của các cậu. Tại sao cậu lại đậu xe ở làn chuyển phải vậy? Sau khi chuyện này cũng đã giải quyết xong, anh mới yên tâm đến cục cảnh sát để đi làm. Không ngờ chuyện tốt lại đến liên tiếp. Đồng nghiệp Choi Sang-ho nhờ vào quan hệ đã giải quyết xong việc điều tra của bên chống tham nhũng, nên bây giờ không cần phải sợ ai nữa. Dường như mọi việc đều đang đi theo hướng tốt. Nhưng nhanh chóng tổ của Gansu lập tức phải quay lại công việc bình thường. Phía trên giao xuống một vụ án giết người. Khi nhìn thấy tài liệu trên bàn anh hoàn toàn sững sờ. Bộ dạng của tên bị truy nã chẳng phải giống hệt người đàn ông bị anh đâm chết sao? Làm đủ cho cuối cùng anh lại tông chết một tên đang bị truy nã. Lúc này trong lòng Gansu hết sức rối rắm, hối hận đến chết rằng không nên phạm pháp. Nếu không thì chuyện cũng không phức tạp đến vậy. Vậy giờ người của toàn đội đều đang tìm kiếm một người chết đã biến mất. Đó chắc chắn là một bí ẩn chưa được khai phá. Nhưng anh cũng chỉ có thể giả vờ hợp tác. Ít nhất anh biết rằng việc này đến cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được. Nhưng khi anh nhìn thấy con chó đó lần nữa, tim anh lại hẫng đi một nhịp. Thì ra con chó nhỏ này là của người chết. Nên anh đã tò mò đi theo nó xem. Không ngờ vừa đi ra thì nhìn thấy con đường này chính là nơi đêm đó anh gặp sự cố. Hơn nữa trên mặt đường còn có dấu vết, còn có mảnh kính vỡ đều đang còn ở hiện trường. Gansu đang nghĩ lại xem có còn để lại thứ gì không nên vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát tiến đến gần anh. Người cảnh sát xuống xe nói nhận được điện thoại tố cáo nặc danh. Một đêm cách đây không lâu đã chứng kiến vụ tai nạn xe xảy ra ở đây. Còn nhìn thấy người gây tai nạn đưa nạn nhân vào cốp xe bỏ trốn. Nên cảnh sát Lee đến thu thập manh mối. Mà Gansu lại không ngờ Choi Sang-ho có quen biết với cảnh sát Lee.
Càng phiền phức là thì ra trên cái cột điện này còn có một chiếc camera giám sát. Đây chính là số phận trêu ngươi con người. Trốn được ngày mùng 1 trốn không được ngày 15. Chuyện người tố cáo nặc danh và camera giám sát lại kéo Gansu vào vực sâu. Anh bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng phó. Buổi tối khi Choi Sang-ho và cảnh sát Lee xem camera giám sát, Gansu nhiệt tình mang đồ ăn đêm tới. Không đưa còn đỡ chứ đến một cái là lại run sợ. Choi Sang-ho vừa nhìn đã phán ngay ra được là tai nạn xe. Dựa vào hướng nhìn của con chó ở phía sau, đoán ra chiếc xe đen này rất có khả năng là chiếc xe đã gây tai nạn. Nhưng do camera giám sát quá mờ chỉ có thể thấy được số đầu tiên trong biển số là 8. Gansu không ngờ đầu óc Choi Sang-ho lại tốt thế. Nếu không phải do camera giám sát quá mờ, anh ta đã trực tiếp nói ra biển số xe của anh. Về đến nhà, anh vẫn đang nghĩ làm thế nào để thoát tội được. Em gái và em rể đang ở tạm nhà của anh càng khiến đầu anh như muốn nổ tung. Trước đó nếu không phải cả nhà em gái ăn không ngồi rồi ở nhà của anh suốt ngày, anh cũng không tới mức cất hết tiền bẩn ở trong ngăn tủ trong phòng làm việc. Hết thảy những phiền phức cũng không bắt đầu. Nhưng em gái lại nói với anh hôm qua cô tìm thầy xem phong thủy. Ông ta nói ở bên cạnh mẹ có một người đàn ông. Còn nói bây giờ vẫn đang ở cạnh bà ấy. Cái gì? Kỳ lạ thật đấy. Ông ta nói chúng hết cả đấy. Chuyện tiệm hoa sập tiệm này, chuyện ly hôn của anh. Ông thầy xem bói này chuẩn đấy. Từng câu từng chữ đều đang tâm vào tim của Gansu. Anh khổ sở nhất định phải tìm ra cách giải quyết chuyện này. Nên anh đã quay lại cục cảnh sát điều tra biển số xe. Xem coi có bao nhiêu chiếc xe có cùng màu xe với anh, biển số lại bắt đầu bằng số 8. Gansu đang lo lắng làm thế nào để giải quyết thì nhận được một cuộc gọi tố cáo. Đối phương nói mình nhìn thấy nghi phạm. Nhưng Gansu lại biết anh ta rõ ràng đã bị anh tông chết. Người này chắc chắn là đang nghịch ngợm nên anh đã trực tiếp cúp máy. Nhưng nhanh chóng, người tố cáo lại gọi cho đồng nghiệp của anh và yêu cầu Gansu nghe máy. Sau đó còn gọi vào điện thoại cá nhân của Gansu. Gansu tò mò lại nhấc điện thoại lên nghe. Nhưng không ngờ, đối phương trực tiếp chỉ ra sự thật Gansu giết người. Chiêu sửa xe này không tồi đấy, anh cũng có chút đầu óc nhỉ. Đối phương còn biết cả chuyện này thật sự khiến cho Gansu run sợ. Dù anh cố gắng phủ nhận nhưng đối phương trực tiếp cảnh báo Gansu. Nếu không thừa nhận anh ta sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. Thậm chí nếu Gansu muốn tìm đến anh ta, anh cũng sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. Gansu im lặng lắng nghe tiếng bên trong điện thoại, nhanh chóng xác định được bóng dáng của đối phương. Người bí ẩn nhận ra mình đã bị phát hiện thì lập tức rút lui. Nhưng Gansu đuổi theo vẫn bị người ta chơi đùa. Cuối cùng anh để cho đối phương trốn thoát ngay trước mắt mình. Mà Gansu cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi chìm sâu vào một cơn ác mộng. Dường như hết thảy xảy ra trước đó đều giống như một kịch bản đã được thiết kế sẵn, chờ đợi anh từ từ rơi vào bẫy. Nhưng anh lại nghĩ không ra được mình đã đắc tội với ai mà phải xử lý anh như thế. Ngay khi anh đang suy nghĩ thì đồng nghiệp đã cắt ngang. Choi Sang-ho nói bọn họ vừa quay lại từ chỗ chôn cất mẹ anh, bởi vì phát hiện tín hiệu điện thoại của nghi phạm biến mất ở bên chỗ mộ của mẹ anh. Nhưng vì tín hiệu tìm kiếm phạm vi không đủ chính xác nên cũng giống như mò kim đáy bể. Nghe thế Gansu mới tạm yên tâm. Nhưng điện thoại khiêu khích của người bí ẩn lại nhanh chóng đến. Lần này, Gansu quyết định không quan tâm anh ta nữa. Dù sao ngoài anh ra ai cũng không thể tìm được thấy xác của nghi phạm. Nếu đã chết thì không có gì đối chứng, anh không cần phải sợ. Nhưng khi anh trở lại văn phòng, điện thoại bàn của đồng nghiệp cứ reo lên. Lại là cuộc điện thoại tố giác đó. Nghe thấy thế Gansu ngay lập tức tiến lên cúp máy. Điều này làm cho đồng nghiệp cảm thấy rất nghi ngờ. Gansu cố gắng giải thích gần đây có một gã nghịch ngợm thích gọi điện thoại quấy rối đến, rất phiền phức. Anh lén lút để kênh điện thoại, không để cho người đó gọi đến nữa. Khi anh tỉnh táo lại thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào văn phòng của họ. Người đó hung hăng đi thẳng đến Gansu. Làm gì thế? Mau dừng tay, làm cái gì thế hả? Bình tĩnh lại, đang làm gì thế? Còn dám cúp máy của tôi sao? Là tôi đã tố cáo anh đấy. Ấy, nhận nhầm người rồi. Không, không phải anh ấy. Hiểu lầm à? Gansu hoảng sợ biết rõ đối phương nhắm đến mình mới tới đây. Anh ta chính là người bí ẩn đó. Nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên thay lời? Mà người bí ẩn đó chính là đại úy Park Chang-min, người đã giúp họ dẹp yên vụ chống tham nhũng. Gansu nghe vậy mà hoảng. Anh ta không chỉ là người tố cáo mật, mà còn là cảnh sát cấp cao giải quyết phiền phức giúp mình. Rốt cuộc anh ta diễn trò gì thế? Park Chang-min, chúng ta có duyên với nhau nhỉ? Lần trước tôi cứu anh, lần này thì suýt giết chết anh. Anh đúng là thiên tài. Nếu đã tìm đến tận nơi thì chắc là không trốn được nữa. Gansu quyết định sẽ chủ động, định hỏi họ muốn thế nào. Park Chang-min cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn. Mang thi thể của nghi phạm Lee Kwang-min tới. Anh ta bảo anh đừng quan tâm tại sao. Dù sao thì anh cũng biết người đó hẹo rồi, nên chỉ có đưa thi thể cho anh ta mới được. Nhưng Gansu lại chơi bẩn. Nghĩ đến việc anh ta cũng là cảnh sát, vậy thì dễ rồi. Chắc chắn anh ta cũng có bí mật không thể tiết lộ. Nếu không sẽ không giải quyết riêng như vậy. Nhưng anh ta cảnh cáo Gansu. Nếu không đưa thi thể ra đây thì sau này anh đừng hòng ngủ ngon. Mà chút thủ đoạn của Gansu cũng chỉ là trò khôn vặt với Park Chang-min. Anh ta cố tình phối hợp, thỏa mãn vui thú cá nhân. Này, ra đây. Này, đừng có trốn trong đó. Tưởng đánh chúng mấy đòn là gục hả? Park Chang-min giả heo ăn thịt hổ. Để Gansu biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn,
người giỏi có người giỏi hơn. Đừng thân lửa ưa nặng. Bây giờ hối hận đủ rồi đấy. Để Gunsu tỉnh táo thêm một lát. Gansu cũng coi như được mở mang tầm mắt nên đã đồng ý ngay. Hứa sẽ đưa thi thể của nghi phạm cho anh ta. Sau khi đã thành cộng sự, Park Chang-min bảo Gansu tối nay mang thi thể đến. Nếu không tự chịu hậu quả. Chuyện đến nước này, Gansu bị nắm thóp càng tò mò hơn. Tại sao anh ta lại cần cái xác đó? Chắc chắn cái xác có bí mật gì đó. Nhân trời tối, anh lẻn vào nghĩa địa. Đào mộ mẹ lên rồi lôi thi thể bên trong ra. Lúc tìm đồ của thi thể này, Gansu nhận ra điện thoại hết pin. Nhưng tìm kỹ anh mới thấy trên ngực thi thể có hai vết máu bầm. Vậy tức là trước khi anh tông phải người này đã trúng hai đòn chí mạng. Chỉ là tình cờ đụng phải anh vừa chạy thoát thôi. Cân nhắc thật kỹ, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Park Chang-min. Nhưng giờ vẫn chưa biết chuyện thế nào. Anh đến chỗ ở của Lee Wang-min, sạc đầy pin rồi tìm thông tin. Nhưng đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng động lạ. Đi tới nhìn thì là chú chó đó. Trong lồng của nó có một cái túi bí ẩn. Trong túi có vài danh thiếp kỳ lạ. Anh chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại đã reo lên. Anh vội vàng cầm lên nghe máy. Nghe thấy đầu bên kia nhắc đến tên Park Chang-min. Nhưng bên kia cũng nhanh chóng nhận ra sự lạ thường, cúp máy. Vậy là tìm được manh mối rồi. Anh vội vàng nhờ đồng nghiệp điều tra giúp. Định vị của chủ nhân số điện thoại khi nãy ở đâu. Cuối cùng anh tìm được kẻ đó ở một cửa hàng tiện lợi. Lúc bất thường thì cũng phải dùng mánh bất thường. Nhất là đụng phải người kín miệng. Vậy là sau mấy trò thâm độc của Gansu, kẻ đó mới khai ra quan hệ của Lee Wang-min và Park Chang-min. Hóa ra khi Park Chang-min nhậm chức đội trưởng, đội họ nhận được một vụ án chất cấm cực lớn. Lúc tiêu hủy chất cấm, anh ta ngấm ngầm giở trò. Nội ứng ngoại hợp với Park Chang-min. Ở trên thì tiêu hủy chất cấm, bên dưới lại cho hết nước ấy vào bình. Sau đó Lee Wang-min đi lọc chỗ nước đó, thu được cả vài tạ chất cấm. Sau đó nhờ vào mạng lưới quan hệ, Park Chang-min mang chúng đến rất nhiều quán rượu, kiếm được một khoản kếch xù. Thậm chí đến cả xã hội đen cũng bị anh ta khống chế bằng trò này. Bởi vì một khi đã dính vào thứ ấy sẽ khó để cai. Nhưng khi anh ta định mở rộng cuộc làm ăn ngầm ấy, Lee Wang-min lại âm thầm mang hết hàng và tiền Park Chang-min kiếm được đi. Chỗ tiền bẩn của Park Chang-min được anh ta giấu ở một nơi bí mật, phải dùng một cái chìa khóa để mở. Hàng đã bị Park Chang-min mang đi, nhưng không thấy chìa khóa. Vậy nên Gansu tin chắc chìa khóa đang ở trên thi thể đó. Quả nhiên, sau một hồi lục tìm, anh lấy được đồ trong thi thể đó. Moi một tí thôi anh đã lấy được nó ra. Khi Gansu định nghiên cứu kỹ, chợt có người xuất hiện đằng sau. Khi người đó tới gần mới biết hóa ra là thám tử Choi. Choi Sang-ho chĩa súng vào Gansu. Dù Gansu giải thích thế nào, Choi Sang-ho cũng bắt Gansu giơ tay chịu trói. Choi Sang-ho lấy một tấm vé phạt ra, nói với anh, tai nạn của anh xảy ra ngày 23. Nhưng đây được chụp 2 ngày trước đó. Trước là trước khi bị chụp, xe anh đã hỏng rồi. Cãi nữa không hả thằng khốn. Gansu cũng cạn lời, giờ có giải thích cũng không rõ. Choi Sang-ho bắt Gansu lại. Bởi vì dù họ nhận tiền bẩn, tham nhũng một chút, nhưng cũng không dám giết người cướp của. Thấy đã vậy, Gansu cũng không muốn làm gì nữa, anh mệt rồi. Mệt lắm rồi. Anh chỉ mong thế giới bị hủy diệt. Lúc ấy anh cũng chẳng thèm phản kháng. Chọn cách đi đầu thú cũng tốt. Nhưng nhìn Gansu, Choi Sang-ho nể tình bạn bè nhiều năm. Hơn nữa anh còn vừa chịu nỗi đau mất mẹ. Vậy nên Choi Sang-ho không nỡ, bèn thả anh đi. Sau đó tiêu hủy vé phạt, chứng cứ duy nhất buộc tội anh. Gansu thấy cảnh này, trái tim rét lạnh cũng được sưởi ấm. Anh không ngờ bình thường, Choi Sang-ho thích đối đầu với anh nhất, vậy mà lại chọn tin anh. Nên anh cũng chọn tin Choi Sang-ho, định nói sự thật cho anh ta. Khi anh sắp tiết lộ chân tướng, điện thoại của anh reo lên. Vẫn là số vị trí quen thuộc đó. Đúng vậy, đây là điện thoại của Park Chang-min gọi. Dường như Park Chang-min có đôi mắt thần thông, biết giờ Gansu đang ngồi cạnh Choi Sang-ho, còn đe dọa Gansu. Nếu không muốn liên lụy tới Choi Sang-ho thì xuống xe nói chuyện ngay. Sau đó chỉ đạo Gansu đi xa khỏi xe của Choi Sang-ho. Đến tận khi Gansu ở một cự ly an toàn, một cái tủ rơi từ trên trời xuống, đè lên xe Choi Sang-ho. Nó ép Choi Sang-ho thành miếng bánh dẹt. Gansu rưng rưng nước mắt, tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Hóa ra Park Chang-min đã sắp xếp kế hoạch giết họ từ trên cao. Nhưng bởi vì Gansu vẫn chưa đưa thi thể cho Park Chang-min, vậy nên mới tha cho anh một lần. Đây cũng là bài học cho Gansu, để anh không giở trò gì nữa. Nếu không những người cạnh anh sẽ chết hết. Nhưng Gansu mất đi lý trí, anh không chịu đựng thêm được nữa. Anh gào thét với Park Chang-min. Anh muốn đi tự thú, để anh ta ngồi tù mọt gông. Nhưng ngay sau đó, Gansu nghe thấy giọng của em gái mình ở đầu bên kia. Park Chang-min đúng là chơi đòn hiểm, tới tận nhà Gansu để cảnh cáo anh. Đừng có nghi ngờ cái ác. Chuyện gì anh ta cũng làm ra được. Khi Gansu vội vàng chạy về nhà, thấy người nhà vẫn còn bình yên, nhưng cô con gái lại có thêm đồ chơi hình cái súng. Lúc này anh mới nhận ra, Park Chang-min là một kẻ điên. Anh nhanh chóng nhận được tin nhắn, cảnh cáo anh tự thú cũng vô dụng. 6 giờ ngày mai phải mang thi thể qua. Gansu bị người ta nắm thóp, anh vốn định chất chùm, nhưng giờ còn chẳng có cơ hội. Anh nghĩ đi nghĩ lại,
quyết định ăn miếng trả miếng. Anh đặt khách sạn ở Jeju cho người nhà trước, bảo họ mai tới đó du lịch. Anh xử lý chuyện xong sẽ tới. Sau đó anh vào kho, nộp đơn cho cấp trên. Đổi 5 viên đạn rỗng thành 5 viên đạn thật. Anh còn tình ngờ nhìn thấy mìn trong kho. Anh từng trong tổ điều tra tội phạm, cho cục trưởng mới xem kết quả mới nhất, thậm chí còn cho xem cả sức mạnh khủng khiếp của quả mìn này. Vậy là Gansu nghĩ ra một kế ác, đó là nhét cục mìn đếm ngược 2 phút này vào trong cái xác. Sau khi giao thi thể, anh sẽ kích hoạt nó, khiến Park Chang-min và thi thể cùng biến mất. Với kế hoạch hoàn hảo ấy, anh tới hồ chứa giao dịch với Park Chang-min, mà Park Chang-min giữ anh lại, đề phòng anh lại chờ trò. Sau khi chắc chắn không sao, anh ta đổ hết đạn trong súng của Gansu ngay trước mặt anh, kiểm tra chìa khóa xe không có vấn đề gì cũng ném lại cho Gansu. Lúc này Park Chang-min vẫn không biết Gansu đã điều tra ra ngọn nguồn. Vậy nên lúc kiểm tra thi thể, máy dò kim loại báo hiệu, anh ta tưởng cái chìa khóa đang nằm trong thi thể. Thấy vẻ thỏa mãn của Park Chang-min, Gansu hỏi: "Có phải Park Chang-min đã đánh Lee Wang-min 2 phát không?" Park Chang-min cũng thừa nhận luôn. Nhưng không ngờ bỗng nhiên Gansu lại xuất hiện. Tông phải Lee Wang-min đã bị đánh trúng. Vậy nên ai giết Lee Wang-min giờ cũng không quan trọng nữa. Mà dường như Park Chang-min không để ý đến chìa khóa xe Gansu cầm. Gansu xác định cả hai không còn dính dáng gì bèn bỏ đi. Nhưng Park Chang-min không định thả Gansu đi. Từ sau năm 1998, phát đầu tiên trong súng của cảnh sát Hàn Quốc là đạn rỗng. 4 phát còn lại mới là đạn thật. Tôi đã làm cảnh sát cả chục năm rồi. Anh tưởng tôi không phòng bị chắc. Anh mà giết tôi, thì một tiếng nữa sẽ có thư điện tử gửi tới cục cảnh sát. Nội dung gồm mọi chuyện anh đã làm với đống chất cấm. Đúng là toàn các tay già đời. Park Chang-min xem thường Gansu quá rồi. Nếu đã cùng ngồi chung một thuyền, vậy anh ta cũng lười giết Gansu. Còn bảo đi báo cáo xem chỗ đạn đã mất đâu rồi. Thấy Gansu dũng cảm vậy, thậm chí còn thấy nể anh, chi bằng giữ anh lại để lợi dụng. Vậy là Park Chang-min quyết định hóa địch thành bạn. Mà Gansu nhìn thời gian trôi qua từng tí một, sợ rằng sẽ lỡ thời gian hẹn giờ. Không phản đối gì, chỉ mong Park Chang-min rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng không ngờ Park Chang-min lại lùi xe về đằng sau. Mục đích là để bảo Gansu gần đây có một quán ăn khá ngon. Tôi không muốn ăn. Anh đã không ăn thì thôi vậy. Park Chang-min lái xe đi luôn. Mà sức mạnh của quả lựu đạn này không phải hạng xoàng. Thấy kế hoạch đã thành công, anh không nghĩ được gì nhiều nữa, vội vàng đi nhặt mìn rồi chạy ra sông, bồi thêm lựu đạn để đề phòng Park Chang-min chưa chết. Nhưng tay chân luống cuống, anh làm rơi một quả xuống sông. Nhưng Gansu vội quá, giơ súng lên đi tới. Anh phát hiện cái xe dần chìm vào trong nước. Nhìn kỹ thì thấy nước ở phía trước có một bóng người. Gansu vội vàng giơ súng. Anh mở trừng mắt, nhìn chằm chằm chỗ đó, sợ Park Chang-min còn sống. Nhưng nhìn suốt 2 phút, thấy bóng người đó chìm xuống, lúc này mới yên tâm. Dù gì thì anh chọn bể chứa này sâu tận 16 mét. Sau khi giải quyết gọn gàng mọi chuyện, Gansu về nhà, tắm nước nóng để thả lỏng. Giờ cũng coi như giải quyết được phiền toái rồi, không còn bằng chứng nào nữa. Khi anh thu dọn đồ, chuẩn bị đi gặp người nhà, sau đó anh gọi điện cho sếp xin từ chức. Nhưng khi mở cửa ra, anh gặp được người anh không muốn gặp nhất. Mày ở nhà à? Tốt lắm, vụ nổ kinh hoàng khi nãy không thể giết Park Chang-min, chỉ khiến anh ta bị thương. Gansu nhìn anh ta, khó mà tin nổi. Đến tận khi Park Chang-min bước ra, gọi anh lại, anh mới sực tỉnh. Thấy Gansu ngơ ra đất, Park Chang-min lập tức đi tới xử lý anh. Vụ nổ khi nãy suýt thì giết chết anh ta, nhưng may có thi thể ở cốp sau xe, vụ nổ cũng bị nhẹ bớt. Park Chang-min không có chỗ xả giận, tẩn cho Gansu một trận như tử. Tôi đã tha cho anh một mạng mà anh lại đòi giết tôi. Đúng là cáo cắn sói, không tự xem mình mạnh tới đâu. Xả giận xong, Park Chang-min cũng sợ mình giết luôn Gansu. Dù sao thì còn chưa thấy chìa khóa, anh ta không thể để Gansu chết dễ thật. Sợ vãi trưởng. May cho mày đấy thằng khốn, để tao chút hết cơn giận trong người. Gansu tỉnh lại, anh không phải đối thủ của Park Chang-min. Trong tuyệt vọng, anh tìm lại được hy vọng. Anh phát hiện khẩu súng ở tủ, trong đó còn có cả đạn thật. Nhưng khi anh định lấy nó thì bị Park Chang-min lôi ra, muốn đánh cũng không đánh nổi. Vậy thì né thôi. Vậy là Gansu trốn vào phòng mình, muốn chống đỡ tạm thời một lát. Nhưng Park Chang-min cầm luôn con dao bầu chọc hỏng cửa phòng. Thấy Park Chang-min sắp mở được cửa, Gansu vội lao lên ngăn lại. Vậy là anh dùng đủ mưu hèn kế bẩn, cuối cùng dùng cà vạt treo trên móc buộc chặt lấy tay Park Chang-min, khóa chặt anh ta ở cửa, không thể cựa quậy hay làm gì hết. Gansu biết chỉ chặn được một lát, anh trèo từ ban công trong phòng, từ đó chui vào phòng khách lấy súng. Nhờ vào đôi chân dài, anh trèo qua được ban công, sau đó vào phòng khách. Mày bay qua đấy hả? Park Chang-min cũng nhận ra chuyện không ổn, vội vàng dùng hết sức để giật đứt cà vạt trói mình. Gansu vẫn đang lấy súng, đành phải khống chế lại trước, đẩy Park Chang-min vào trong. Sau một cú va, Park Chang-min cũng bị tông sầm vào, ý thức mơ hồ. Nhưng đây là thời khắc sinh tử. Sau đó cả hai lại nhào vào nhau. Lúc lăn lộn dưới đất, Park Chang-min cũng nhìn thấy khẩu súng trên tủ. Vậy là cuộc chiến giành súng của cả hai bắt đầu. Anh cắn
tôi cắn trả anh. Cả hai cật lực tranh nhau, nhưng cả hai đều không để ý cò súng bị mắc vào con ốc. Đoàng một cái, trên đất toàn là máu. Gansu cũng hoàn hồn, không ngờ cuối cùng Park Chang Min lại tự mình giết mình. Sau chuyện này, cảnh sát trục vớt chiếc xe, giấy không gói được lửa, trộm cắp, buôn hàng cấm, kinh doanh khách sạn trái phép, giết cảnh sát, bỏ trốn khỏi hiện trường, tiêu hủy chứng cứ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của cảnh sát, phải giấu kín chuyện này. Nhưng bao nhiêu tội danh do hai cảnh sát gánh, mà một trong số đó còn là cảnh sát cấp cao, mới lên cục trưởng nên ông ta không muốn chuyện lông gà vỏ tỏi này làm mình mất chức. Vậy nên ông ta bảo đội trưởng của Gansu bỏ qua chuyện này, mọi người đều phải kín miệng, không thì toang cả lũ. Tuy rằng ai ai cũng đồng ý giấu chuyện này, nhưng Gansu không chịu được nữa, anh không chấp nhận nổi. Dù gì Choi Sang-ho cũng chết vì mình. Tuy rằng Gansu vào làm cảnh sát là để chờ tới khi nghỉ hưu, lấy được chỗ lương hưu kếch xù, nhưng bây giờ anh thấy không chỉ lương tâm cắn rứt, mà bản thân cũng không đối mặt được với bóng đen ấy. Dù đội trưởng có giữ lại, anh cũng quyết tâm ra đi. Sau chuyện này, Gansu thuê người sửa sang lại mộ mẹ, còn bảo mọi người phải xây cho vững, vững tới nỗi không ai đào lên được. Phải xây cho vững nhé ạ. Đây có phải mộ vua đâu, mà sợ người ta đào, nhưng vẫn cứ xây kiên cố giúp tôi nhé. Bà nhà dạy con tốt thật đấy. Ôi, cậu đúng là con trai có hiếu. Sợ là chỉ có người nhà mới biết. Nếu không có mẹ phù hộ thì cậu con trai hiếu thảo này toang từ lâu rồi. Điều khiến anh bất ngờ hơn là lúc con nhặt mấy cục đá, cô bé tình cờ nhặt được cái chìa khóa đã đánh mất. Gansu như có được kho báu, lần theo danh thiếp ở nhà Lee Wang Min, tìm được nơi Park Chang Min giấu tiền. Khi người kia hỏi Gansu muốn lấy bao nhiêu, anh đáp là tất cả. Nhưng khi nhìn cái túi của anh, ông ta đùa rất sâu xa. Người bảo cậu tới lấy tiền trêu cậu đấy hả? Đến tận khi mở đèn, Gansu mới hiểu ra tại sao Park Chang Min phải lấy chìa khóa bằng mọi giá.